Hello các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ mang 200k vàng để bắn cá xem nó lên được một mét không các bạn nha. Mình chỉ hy vọng là nó lên một mét thôi mà. Lên 30k vàng rồi. Lên đâu ra? Đang xuống rồi này. Chín trăm kim cương nếu mà mình nặng cối này. Mình sẽ cố gắng chơi trên nó lên không. Em đã đi rồi sao anh còn chờ? Chỉ là buồn thôi. Cứ mỗi đêm về mà dành cho anh mơ tôi. Anh ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải một lát à? Lát các bạn ơi, cay quá. Các bạn thấy điện thoại của mình nó lát chưa? Lát mà ăn được con rồng các bạn ạ. Quay ghê. Ui. Có luôn. Trời ơi, nhưng mà mình chưa đánh cá ngay. Rồi ôi, các bạn ơi, lát mà mình ăn con rồng. Vãi chưởng luôn, đéo tin được luôn á. Chả tin được luôn. Mình cũng chả tin được luôn các bạn ạ. Mình cũng không biết là tại sao mà nó lại ăn được con rồng nữa. Chả hiểu lý do. Mẹ. Tự nhiên nó nhảy phắc vào nó ăn rồng không ạ. Ngon quá. Lắc xong rồi ăn rồng luôn. Buồn cười nhỉ. Buồn cười không các bạn. Không biết con rồng đó là rồng gì nữa. Không biết có phải là đại long hay là cái gì không? May quá đấy, mình còn tưởng là hết vàng rồi chứ. Lát rồi. Đây. Đừng nói là lát rồi mình lại ăn được con cua nữa thì chết luôn đấy. May quá lúc nãy mình ăn con đại long, hình như là tiểu long hay là đại long gì đấy, cũng khá là ngon. Ui, đại long 6 triệu ông ơi. Đại long 6 triệu nha. Đại long 6 triệu. Vừa mới ăn luôn. Đại long 6 triệu ông ơi. Ôi, mình đi khoe cho anh em trong tem đã.
Đại Long 6 triệu đéo tin được luôn. Dính phát Đại Long 6 triệu luôn ông ơi. Các bạn ơi, bấm một Hà Lai đi, qua này ăn hai con Đại Long rồi. Ôi các bạn ơi, cay vừa cay vừa ngon các bạn ạ, vừa cay vừa ngon. Vừa cay vừa ngon, cảm xúc của mình bây giờ nó lạ ghê thế nhỉ. Không hiểu được luôn các bạn ơi. Mình chả hiểu được cái gì luôn đấy. Ui, ngon quá các bạn ơi. Ngon quá các bạn ơi. Không có gì tả nổi các cảm giác bây giờ này. Cảm giác bây giờ nó phê mà nó cay. Cua luôn nha, cua luôn nha. Tiếc gì mà không bán cua. Sĩ khí của mình đã tăng lên mà không bán cua nữa thì tiếc. Ngon lắm các bạn ạ. Cái đó mà mình có 100% đấy thì thôi rồi luôn các bạn. Thôi, lắc qua mình dừng clip ở đây thôi nha các bạn nha. Ok, bye bye tất cả mọi người. Bấm cho mình một like và đăng ký nha mọi người nha. Bye bye mọi người nha.